Thưa quý vị và các bạn, trải qua gần một tháng đón khách đến trải nghiệm mùa nước nổi Dùng Biên với mô hình du lịch cộng đồng, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã để lại ấn tượng với nhiều du khách gần xa. Hoạt động này không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp của mùa nước nổi tại Đồng Tháp mà còn mang lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương. Trước khi cột mốc biên giới Việt Nam Campuchia, trải nghiệm một ngày làm ngư dân mùa nước nổi, bơi xuồng trên đồng nước mênh mông, đánh bắt cá, hái bông điên điển, rau muống đồng. Đó là những điểm khiến đoàn du khách thích thú khi đặt chân đến Hồng Ngự. Vốn là một người con Đồng Tháp sống xa quê, quyết định chọn tour du lịch này, bà Kim Khoa muốn tìm lại ký ức về mùa nước nổi yên bình, trù phú. Con cháu được tụ tập về, được quay quần bên nhau để trải nghiệm cái cuộc sống vất vả của người nông dân, để có được cái chai nước mắm, để có được cái món ăn cá linh chiên bột, cá linh non này nè, là nhúng giấm rất là ngon, ăn vừa béo vừa không có xương. Như một lời hò hẹn của thiên nhiên, mùa nước nổi hàng năm mang đến cho Hồng Ngự cảnh đẹp dung dị, sản vật tươi ngon. Cùng với sự hiếu khách, nhiệt tình đón tiếp của bà con địa phương, tất cả đã mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Rất là vui, tại vì lần đầu tiên mình được tận tay mình kéo lưới lên để mình bắt những con cá như thế này. Thì hy vọng là nghe nói được giới thiệu là những món rất là ngon, thì sẽ hy vọng mình sẽ được trải nghiệm món này. Cũng rất là tò mò ở trong này là xem là nước nổi nó như thế nào á. Dạ, thực sự thì trên mạng thì em thấy nó cũng như thế này, nhưng mà bây giờ em mới được trải nghiệm thì em cảm thấy rất là thú vị ạ. Và em mong rằng các bạn trẻ có thể đến đây và trải nghiệm, cũng như là sẽ truyền bá những cái đẹp đẽ của khu vực Đồng Tháp nói riêng và khu vực miền Tây nói chung ạ. Nhằm quảng bá hình ảnh địa phương gắn với đặc trưng mùa nước nổi, lãnh đạo xã Thường Phước 1 đã thiết kế tour và đăng tải thông tin trên mạng xã hội. Giờ đó, thu hút hàng trăm du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Lạt, Đà Nẵng tìm đến khám phá vùng biên Hồng Ngự. Hiện tại đã có lượng khách đăng ký tour đến cuối mùa nước. Bản thân cũng đã nghiên cứu rồi quảng bá hình ảnh du lịch mùa nước nổi của địa phương, là nhằm tạo cho cái các chị em phụ nữ của ấp có cái công ăn việc làm. Du khách đặt những cái món ăn đồng quê thì tất cả các chị em hội viên phụ nữ của ấp gom lại cùng nấu, giúp cho những cái anh hội viên hội nông dân của ấp, những anh nào mà có xuồng có tắc gián thì cùng trải nghiệm chung với đoàn du khách để có thêm thu nhập. Những cánh đồng xanh mướt ngày nào giờ đây như khoác lên mình tấm áo mới, mang vẻ đẹp mộc mạc mà hữu tình. Với đa phần những giá trị tích cực mang lại, mùa nước nổi cũng được xem là một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất sen hồng và miền sông nước Nam Bộ.